Hello mọi người, lại là Tâm Chó Cỏ đây. Bữa nay mình sẽ dẫn mọi người, như ngày hôm qua mình đã nói thì bữa nay mình sẽ dẫn mọi người đi lụm hào nha, lụm hào lá để về bán. Còn mình chỉ dẫn 4 lính mình theo thôi, con Môn, con Mực, con Xám, Viên Lưu thôi. Xám, Viên Lưu không biết bữa nay có dạng lội chưa nữa, bây giờ chuẩn bị lội nè. Còn có ối thì mình sẽ xích nó nhà rồi mọi người, nó có bầu mình không để cho nó đi hoài đâu, sợ nó hư thai mọi người. Bây giờ mình sẽ lội bên kia để tìm chú Phương đi trước rồi, sáng mình có công chuyện nên bây giờ mình đi sau. Bây giờ mình phải đầu tiên mình phải đi tìm ổng nữa. Đi thôi. Đúng không? Sám dám lội cho. Môn hồi nặng vậy. Chắc chơi người dơi. Hai đứa bạn có đi không? Có đi thì lội theo, không đi thì ở nhà. Ở đây về nhà gần lắm mọi người, không sợ tụi nó lạc đâu. Nếu tụi nó muốn đi thì tụi nó lội theo. Còn không đi thì thôi, mặc nó ở kia kìa. Đi Môn. Xem. Ây da. Đang lội thì làm bắt được con cá đục nè mọi người. Đạp túng cá đục. Rồi vụn rồi thả nó luôn. Đi Mực. Con Mực. Rồi con Xám nó lội mọi người. Xám nó lội rồi. Vậy là con Xám nó muốn đi nha. Còn lâu thì trời đó. Nó muốn đi thì lội theo, còn không thì nó đi, tự đi về. Trời đằng kia kìa, gần mà. Nhìn lên xem, nhìn lên con. Nhìn quá Xám ơi. Mực chịu lội qua mà ngâm mình á. Hay quá Xám ơi. Đi, chị Môn dẫn em vô nè. Đi. Đi đây, Xám để dễ tìm lên nè. Con Mực đang qua. Con Lưu để coi sao, biết nó có đi hay không. Rồi nó đi luôn mọi người, cái mèo chắc nó đi rồi. Con Lưu kìa. Rồi. Cuối cùng con Lưu nó cũng có can đảm từ từ rồi. Nè Lưu. Nhìn lên cưng. Dữ quá luôn rồi à, càng lúc luôn càng dữ. Rồi đi. Lại không được chứ. Đi lên, đi thôi. Môn, để cho em đi, mùi em nó hoài. Ủa sao Môn nó biết đường trước hay vậy? Môn nó dữ thì chứ. Đi nè. Đi. Này lúng gì vậy? Đi Mực, xem lùi xuống lùi, đi à. Xám dạng từ từ á. Đi. Đó. Nước cận queo mà. Lên nè, nhanh lên. Lâu lâu lâu, từ lên. Ê. Đi thẳng hướng cái hướng kia. Nơi mà ngày qua bắt trình để mấy hào á. Mình nghĩ sao ông sẽ đi lại đó. Quá trời lội bùng này mệt lắm mọi người. Nó giấu gì lâu đây nè. Giấu gì lâu đi nè. Này chắc rái quá. Rái rồi mọi người. Gần này giấu cho mấy con cò. Đây. Mình cho mọi người. Ơi ra đu tại ơi. Đây mọi người.
hên còn mọi người. Thấy dấu gì không mọi người? Dấu chân nè. Này không biết con gì nữa. Con tròn hay là con mèo hay là con lấy cá gì mình không biết nữa. Sao có dấu chân đây nữa nè. Không biết cái dấu gì nha mọi người. Nó đi nè. Đi hướng này, đi trong đây, trong cái bụi này nè. Mình nghĩ chắc là rái cá quá. Chắc là rái cá đó mọi người. Nhưng mà nhỏ nha. Con này nhỏ. Dấu chân nó nhỏ nè. Đây là rừng mà đâu có ai vô đây. Năm chắc mình vô đây được 2 lần. Đi trong đây thì tổng cởi đó, mình sao không ghẹo đó, làm gì làm cởi đó. Trời ơi, con sám một chút xíu mà nói banh chành rồi. Đi mệt quá. À, được tới bằng xong nha, bằng xong chưa ta là cái chua. Trời ơi, kiến vàng không khỏi bắt luôn. Đi môn chú mực đi trước nằm lăn. Chú mực làm gì đó chú mực? Rồi mà nó nào nó lăn đi. Đây có ổ chim nè mọi người. Mình thấy trên đây có ổ chim kìa. Ổ chim hay là ổ chuột gì đó mình không biết nữa. Thôi ổ bự nha. Đó. Rồi thôi kệ nó đi, mình cũng sao không bắt đâu. 2-3 ổ luôn. Nhiều lắm, này chỉ khó đi kiếm ở trong rừng là nhiều lắm. Trong rừng này thì tính ra cũng cả 2 năm mà mình không đi vô trong đây. Trong đây có nguyên cái láng. Nước thì khi mà mọi người lấy nước đầy, nước chỉ tới chừng ngập hơn mắt cá chút xíu thôi. Trong đây nguyên cái rừng, nguyên cái rừng ngập mặn vậy. Ở trong đó, cả 2 năm mà mình không có đi vô đó. Ê chị Sam, đi nè. Đi tới đây cuối cùng cũng đã thấy ổng. Ổng kìa mọi người, ông đang cầm cái rổ. Đây ngược nắng cho không thấy quá ta. Rồi mình nhìn không thấy, nhìn điện thoại không thấy gì, nhìn mắt thường thì mình thấy. Thôi giờ mình sẽ lội với bản. Rồi bản đi lùm heo với ổng rồi. Đi tới đây mệt quá, ngồi nghỉ mệt. Mấy thằng nhóc nhỏ nó cũng ngồi nó nghỉ mệt theo. Còn con nó ngồi nghỉ mệt, chỗ thì mệt, cứ nói xịn không đó. Xịn không. Đi lại xuồng nè ông. Ông nói nãy giờ cá tạ rồi. Đi dẫn lại xuồng coi. Đi mực anh tét trong vực miếng bùn. Đi cho nó nhẹ. Rồi đi. Đi mực. Đi lại xuồng coi. Quá từ lỗi mệt. Sám lại cho sám lên xuồng. Sáng giờ được như đây rồi. Cái cục này là mới bắt bên đó nè. Con này không bắt thì sớm. Cái 100 kg hả chú? Nặng lắm. Cái con cỡ này con cần ký hết. Như con này là ký nè. Ghi mệt chút ơi. Ngứa cái lội không nổi, giờ đứng ngồi đó kêu ông trời. Kêu ngồi nó xuồng không chịu ngồi. Thì lụm hào có nghĩa là mình với chú sẽ đi cặp mé lá này nè. Sau mấy con hào nó sẽ đóng vô. Có mấy con hào nó sẽ đóng vô tụi lá đó. Ông chuẩn bị khởi nè. Ở đây cho mọi người xem luôn. Có nghĩa là như thế này. Đó, con hào nó sẽ đóng vô cái lá. Ông sẽ khựi ra. Có những con nó già xong rồi tự nó rớt ra luôn. Không phải nó già mà tàu lá già chú. Ừ, nó già. Tự nó già xong rồi nó rớt ra luôn. Nó nằm đâu đây sẽ lụm. Còn mấy con thì không lụm thì mấy con sẽ đi khải giống vậy. Đó. Nãy chúng lấy bao tay đây cho chú. Đó, ra một con mới chú cho con mới. Đây là một con này mới khải ra nè. Đây như thế này. Khi mà người ta mua ta sẽ khải bớt hết mấy lá này ra nha, không có để lá gì đâu. Hồi sáng giờ. Nãy giờ chưa được tiếng đồng hồ nữa chú. Chưa được tiếng đồng hồ mà không bắt được vô đây nè. Ở đây
về bên đây nữa. Có mấy con này, đây con này hầu đôi nè. Nhìn vậy thì tưởng một con nhưng mà nó hai con nha. Hai cái miệng nè, ở trên một con, dưới một con. Nhưng một con nó đóng xong rồi thêm một con nó đóng, nó đè lên con này luôn. Rồi thành con hầu đôi. Con này hơn 2 kg rồi đó. Đang quặn. Quá trời luôn. Nhà này thì mình sẽ khử đi bán nha. Bán kiếm tiền xài Tết. Thường thường thì có người, có khi người ta sẽ không mua bán hàng này luôn. Bán người ta, ở con tôm. Có đựng tôm nè. Đi đi mày. Có người ta sẽ không mua luôn, mà bữa nay hên người ta mua. Mua với giá 15 ngàn một ký. Như một con vậy. Con vậy 1 ký đi. Là mình được 15 ngàn rồi đó. Nè, con này dày, gơ dày không. Con này là được 15 ngàn rồi đó. Ruột nó bự lắm nha. Phải đem lên cho lái ta coi thử rồi. Ta khui thử rồi. Mua lên xuồng đi. Rồi mua lên xuồng đi. Để mua tới lui hoài mệt muốn quá. Lũ nó đang qua rồi. La quá trời la. Nó nhìn em nó lội qua. Đây. Lại đây tao cho lên xuồng. Có những con mà xả nước cạn nó sẽ chết giống vậy nha. Đây là những con mà nó chết nè. Cái con này mình xả nước cạn. Để mấy bữa mình xả nước đập cạn để chừng tuần á. Xong rồi nó sẽ không có nước uống, nó chết. Nắng phơi nóng nó chết hết. Chết nhiều lắm. Lũ đi vô đó rồi. Con xám nó ăn cái gì đây. Trời ơi, đi cắn một lá phá chứ. Trời đó. Tôi đi theo, giờ mình sẽ đi theo chú lụm. Thử xem. Mọi người đợi thử xem cây mình với ông lụm tới trưa. Thôi lụm tới chừng nào mà đầy xuồng này. Rồi nó cục ba con luôn rồi. Mà chết hết tao hả chú? Rồi ba con là ban nó mới chết. Nhìn cái màu nó còn mới. Kìa, không thấy con cũng khử tiếp rồi. Kêu ra đây là ẩm lên xuồng không chịu nữa. Mở có đi chơi rồi. Nó lỡ anh bảo đi chơi. Đây là minh chứng của một con hào rụng nè mọi người. Nè. Tàu lá này hồi xưa nó dựng đứng giống cái tàu lá này nè, dựng sát vô đây nè. Đó, dựng đứng là vậy đó. Xong rồi nó già. Nó già nó chết. Nó chết thì con có một con hẻo đóng vô đây. Xong rồi nó ngã xuống. Lâu ngày thì mấy cái lá này nó mục đó. Mục nát nữa tôm. Nó thành đất cát luôn. Xong rồi cuối cùng sẽ còn một con hẻo nằm không vậy đó. Thì mình sẽ đi lụm. Kêu là đi lụm hẻo là sẽ lụm mấy con giống vậy. Rồi đó con hẻo hết ga luôn rồi. Nó chìm xuống nước lâu ngày nó chết luôn rồi. Chết luôn rồi. Chết rồi bỏ luôn chứ sao giờ. Con lưu có lên sườn không? Ẩm lên sườn. Đây con hào rụng nữa nè. Nhiều đó nha. Tại ẩm đại cũng 3 năm rồi đó. 3 năm mới bắt lại hào lá. Rồi 3 năm trước có bán một lần rồi. Đây, khoảng 3 năm mới bắt lại bán. Đây, ông vô liên tục luôn. Sáng phải đi anh bảo phải không? Cho lên bờ mà còn ứ é gì nữa. Trời, có ông lụm được hai con nữa kìa. Đó đúng vậy, hào lụm á. Ta xuống nặng dữ ta. Im nói với chị Môn đi, ông lụm. Bước vô cũng lụm ra. Nó lụm đó, thấy hồi lụm thì nhẹ nhàng lắm. Im đi Lu ơi, mẹ mày sáng nãy có bắt theo đâu. Nãy đứng ngay chọi lỗi của mày đặt lỗi theo rồi đó giờ. Nó phải như ngày hôm qua dẫn cho tới đây bỏ. Còn nãy ta lội ngay trời mà. Ờ, con chết con sống hả chú? Lượm con sống lại. Ủa mà này ta mua sai 1 tới 2 con ký hả chú?
Hồi này là người ta mua size từ 1 tới 4 con 1 ký người ta mới mua nha. Mới mua với giá 15 ngàn nha. Còn không thì thôi người ta không mua đâu. Đi sắm đi thôi anh nè, sắm lựa bảo danh nè. Đi sắm. Sao đây? Nãy nắm lên xuồng rồi lỗi xuống chi. Đây lên. Trời ơi nhìn gồ ghê dữ vậy ta. Lô. Rồi. Cho lên xuồng không chịu, qua lên bờ. Thì dán chịu. Mặt ở bên kia kìa. Bốn con luôn. Bước vô cái đi ra cái bốn con. Chết lừ hết trơn kìa. Trời con nó nằm út vô con cũng thấy hay trời. Mình con không thấy luôn á. Xài nữa. Đây con nữa kìa. Còn nữa con nói sống không ta? Xong. Chết thì bỏ đi thôi, cãi chi mệt. Xong xong. Ra luôn. Đeo ổng chứ luôn. Sáng mẹ nhà mẹ cho khỏe đi trời. Con luôn. Nó xương xương. Đi vô cái đem ra vô đây. Sao nó quải rồi nó ngồi rồi. Còn mua nó lỗi bảnh với cha nó rồi. Nào lá này con thấy ăn nó cũng giống hồ cống chứ có gì đâu chú. Bự quá nó khó bán. Có nhầm con nó hôi. Ừ, nhầm con nó hôi 10 lá. Chứ không phải con nào cũng hôi nha. Con hôi con không. Con nào rụng xuống thì không hôi. Nằm trên lá còn đeo á thì nó hôi. Ừ. Ừ. Lú cái nụ lên. À, lú nụ lên ông Khải nhẹ nhàng không. Hết gà luôn. Ừ. Con nào lấy bự hơn bằng tay không? Cỡ này không? Có con cái còn lại đóng cái màu. Nó đóng cái kiểu ngộ quá ha. Công công cái tao màu đá. Người ta ngồi lên xuồng không chịu đi lên bờ. Con cá nó rung. Lụm đó, con nó mới lụm nữa. Lú nụ lên kìa chú. Lú nụ. Lú nụ cũng dở lên luôn. Ở trong con nữa. Ở trong đó con. Rồi con nó bự vậy. Lú nằm dưới. Lú lên con miếng à, còn chìm dưới chứ. 3 thằng 4 à. Trời ơi, khúc bên đây lú nụ cái đóng. Đây nè. Đây anh con. Ở dưới đây anh con. Qua đây anh con nữa. Trong hốc đó anh con nữa kìa. Đó, ông đang khửa bên kia nữa. Quá trời luôn. Ở con cua đá chú. Lú cạn lên nè. Con hào luôn. Đó, cua đá nè. Rồi, nồi với ổng. Để ổng phát hiện mày chưa. Con cua đá núp tổng. Mặt con hào trước. Ủa con cua đá là nó ở vậy hả chú? Ừ, nó cái con kẹt lá.
Okay. Chắc người ta bắt mày xong chắc cũng bắt vậy quá. Xong thì nó có khi có hang. Chọn cú đá. Đã không? Giật bên xuồng luôn. Rồi nằm lên. Cái này đóng hào rồi. Nhẹ nhàng. Hai con. Con lú nụ đó ông vợ lên nhẹ nhàng. Rửa sạch bụng chứ để lên ta từ giá. Thì khi bán 15 ngàn mà lên bụng quá bụng còn 13 ngàn. Giờ con đến luôn đi. Mười hai ngàn hả? Trời ơi, có 12 ngàn mà nãy giờ nhớ lộn 15 ngàn. Vậy là chỉ có 12 ngàn thôi mọi người ơi. Vậy là chỉ có 12 ngàn à. Sao nói nghe lộn, không nhớ lộn, không nhớ nữa. 12 ngàn nha. Sai từ 1 tới 4 con là 12. Sai từ 1 tới 4 có nghĩa là 4 con về vô 1 ký, hoặc 3 con về vô 1 ký, hoặc 2 con về vô 1 ký, hoặc 1 con về 1 ký, hoặc có thể là lớn hơn nữa thì sẽ làm giá 12 ngàn. Nhưng mà lọt qua cái giá đoạn qua chạy 5 con 1 ký thì người ta không mua giá đó, người ta không mua luôn chứ không phải mua giá đó nữa. Một con 1 ký là không mua, tại chỗ nhỏ đắp qua, à nó nhỏ đắp qua không, một con không thì họ không mua. Là phải có, vậy là phải có nhỏ có bự, là không sợ không, chứ bự hết cũng không mua. Ngộ vậy. Thôi con sợ. Con sợ tôi chui tôi hút lá nằm tổng luôn. Ủa sao nó chui vô đó được ta? Chắc chui nhỏ xong nó kẹt đúng không? Ừ con nhỏ. Trời ơi con sợ. Chết hay vậy? Nha. Chết tôi quẹo con ơi. Nhà ơn cầm lên nhà ơn đó mà. Lên xuồng mày ngồi giống con sám đi luôn. Ư e hoài. Mấy con nằm gì tí khó phải chặt cạch 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 cạch. Cặp chứ còn chết rồi. Dạ lưu. Chết mẹ ra. Bắt tiêu rồi. Bắt tiêu rồi ăn luôn chứ sao. Ăn luôn. Cái ruột này nè. Người coi ruột này đâu có nhỏ đâu. Ruột nó ôm sát cái vỏ luôn chứ bộ nhỏ đâu. Thì mấy con này thì người ta sẽ không mua. Người ta sẽ về tự người ta tách người ta bán chứ. Vậy mà ruột bự dữ ta. Ruột hết ga ta. Nữa kìa. Cái ruột nhỏ đâu. Trời ơi. Con hào bao nhiêu, cái ruột bao nhiêu luôn á. Im đi luôn. Có không dẫn mày đi nữa. Rồi còn con nữa hả? Con. Lên đó. Sao nó ngồi lạnh rung rồi. Vậy nãy ta đừng đi theo, đòi theo làm chi vậy trời. Rồi thấy đó được. Hào kiển, hào đó hào kiển, hào đó để đi con về con nuôi. Rồi, hào kiển này con nuôi. Con phá cái con này nè. Mấy con mà hình dạng ngộ ngộ vậy là mình không có bán nha mọi người. Lụm về mình nuôi, để duyên với mấy hào hả nè. Mấy con này ngộ không? Mình sẽ kêu lượng hào kiển mình nuôi. Mình nuôi con mớ rồi. Mình nuôi tiếp, nuôi chừng nào đủ con tắn rồi bán. Rồi trong lúc nó đang khựi thì mình đã nhìn đây thấy một con nữa. Đây nó chẻ cái mỏ lên lú cái nụ nè. Lú cái nụ. Còn dính trong tàu lá luôn.
Còn tay khó bắt quá. Đó ai bài lá vụ qua YouTube này ta? Ai bài lá vụ qua YouTube này là bắt hào có con tay rồi. Lú nụ nữa kìa. Lụm tiếp. Hai con luôn ở dưới, con nữa, con dưới chắc chết luôn. Chết. Chìm vô đó sao sống nổi. Vô vô hốc để nó lội đạp chết. Ở đó con sống rồi chú. Ba con tí nhiều. Vô sơ chú. Ba với hai. Anh lại này hai con. Hai con tí. Chán chán không. Giờ kéo chiếc xuồng hơi nặng rồi phải không? Chứ con kéo chiếc xuồng khúc con thở thôi. Lú được chút xíu nữa. Còn kia có con hàng, con hàng như cái bàn luôn không ơi. Ủa, nhỏ chứ không bự. Lú miệng là sao? Ờ lú con chiếu nhìn luôn không thấy luôn, giờ không thấy hay trời. Lú miết vậy nó cũng sống hay vậy ta. Ừ, còn nó lú còn lú là nãy sống. Ngập nó mới chết. Nó buông chìm nó luôn rồi nó mới chết. Lên xuồng. Thế? Hả? Lấy một con nó khó quá, bỏ đi em ơi. Con chui vô quá, nó ngoài đi cho khỏe. Đây 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 đây, lũ nè. Đây. Hào nụ. Búp măng non. Lên đó đi mày. Đây lũ đâu xuất hiện nữa lũ. Đây đây đây. Im giùm cái khỏe. Mệt mà gặp mày la nó mệt thêm gấp đôi luôn. Trời ơi lâu quá là lâu. Gì lâu mày, trời ơi mày chui gì mệt quá luôn, sáng người ta ngồi im ru. Đến bay lên hay gì kìa. Rồi sáng nó bay lên nó lội rồi. Nó ghiền lội rồi. Ui, thấy chưa? Hào nụ rồi. Ở trong kia hai ba con rồi chú ơi. Trong kia hai ba con, ở đây con. Chết dục lại hết. Mấy con mới chết này là làm giá trà nè, anh con ngâm cái tầng lưỡi à. Anh phơi cái tầng lưỡi chết à. Ok. Nãy giờ cũng bọn rồi đó chứ. Nửa xuồng à. Xuồng này chở được 3-8 kg. Sáng sáng người ta không có la một tiếng nào luôn. Sáng đang ngủ yêu cầu lú cái đầu, lú cái mỏ là ba chạy lên nó chụp cái đầu nằm giỏng á, lấy giỏng tụm đầu lại. Giờ anh tên mỏ mà chứ lú còn miếng lú cái miệng thôi, nguyên cái mình nằm dưới. Đây có ốc dừa nè mọi người.
Ốc dừa thường thường người ta sẽ ăn ốc màu đỏ thôi, còn ốc mà miệng đen người ta sẽ không ăn đâu, người ta không mua luôn chứ. Đen con nè, rồi đây đen hay đỏ? Đen luôn. Đây, có ốc dừa nữa. Ốc đen người ta nói nó có sên hay gì, người ta không ăn, chứ ăn thì nó cũng y tan kia. Có ốc dừa nữa. Ốc đỏ nè, đen con nữa. Ốc đỏ, hai ốc đỏ luôn. Đó con ốc đỏ chết queo rồi. Ha, không đó. Túi vậy nó, biết đâu lát không được con túi thì sao? Kỳ ta, ở đây có con dế nữa ta. Ở dưới nước còn có con dế đá, dế này dế đá luôn nè, mặn dế mái nha. Hồi đó ơi ơi. Ơi. Sao ở dưới nước này lại có con dế độc hết trời. Dế mái ở bay đâu vậy? Ở nó tèo lên rồi. Rồi, thôi tha cho nó đi. Nó tèo đó rồi. Nguồn lội qua tới chắc luôn. Biết lắm mà. Thấy không? Ngồi đây nghe tiếng lội hì hì là biết nó qua tới mà. Ở đây muốn nhanh lên. Muốn chắc chơi. Em lại tự tèo lên xuống. Chỉ mệt rồi. Mệt rồi nhưng cũng tèo lên xuống. Nó thương không? Từ đó không được hả? Đi lại đây. Rồi đang ngồi với anh nè. Lên lên, đi đây. Muôn đi đây. Đi chơi đã rồi. Rồi đây lại lên. Mệt rồi thở. Kẹt rồi. Lên lên. Rồi đây. Tên đôi. Chứ nó ngồi đây nó nghĩ mệt. Muôn thì nó không có lạnh rồi. Nó không biết lạnh đâu. Nó chơi nguyên ngày nó cũng không lạnh, từ nhỏ tới lớn nó tắm quen rồi. Có hai nhóc nhỏ này. Mẹ yêu, mệt quá. Hình như nghe chậm 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 nữa rồi, con mật qua nữa hay gì rồi. Rồi, tới con mật. Tới con mật qua rồi. Con mật nó lỡ không có nổi, nó già rồi, nó lỡ không nổi nó đi. Từ 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 từ. Vậy, lui đây. Lạnh lẽo gì đâu. Lạnh lẽo gì đâu, lông dữ chạy từ. Lông gì vậy? Lạnh lẽo gì đâu. Lạnh lẽo gì đâu mà lông dữ vậy? Ngồi đi đi. Họ anh ôm rồi mà lạnh nữa. Ôm gì còn lạnh nữa nè. Môn. Rồi. Vậy thôi sáng ta đừng lội theo, ai kêu lội theo làm chi, có bắt lội theo đâu. Nghe đó ngay nhẹ rồi, không lội theo thì ta đi về, ai kêu lội theo làm chi rồi lạnh luôn. Ừ. Thôi chiều về, lát về cho ăn cơm nhiều. Đi ra phơi nắng với ăn sáng đi kìa. Về đi ra phơi nắng với ăn sáng đi. Rồi đó lạnh rồi phải không? Rồi lạnh đi chơi đi. Ừ. Bố mực. Chú mực đi nãy giờ. Đi từ nãy giờ chưa tới nữa. Nhanh đi chú mực. Chú mực kìa. Chú mực ở đây. Mở đã. Ở đây rồi cho tẹp lên đây luôn. Rồi. Rồi đứa nào mệt thì lại đây. Đứa mệt lại đây ôm lát hết mệt. Rồi. Mặt dính bùn nữa. Thêm một thằng nữa, một thằng Môn. Thêm thằng Môn. Môn sẽ đạp chân anh đây Môn. Thôi đi lên bờ ra nắng rồi cho mát thôi mực. Đi lên bờ ra nắng rồi cho mát thôi mực. Đi đây đây.
mực lên đây, mực đi không nổi hả? Ông đi chút xíu, ông ôm về ông rổ. Ông đi từ ngay trong này thì dài đến tới ngay góc đó. Bây giờ ông ôm một lỗ, ông đi ngược tới lại. Lỗ đó 30 con chú. Mấy ký vậy? Mấy không tới 30 luôn. Rung quá trời rung mọi người ơi. Không được rồi, mình sẽ đi lên bờ trước. Đi lên bờ mình lội qua bên kia trước. Còn chú sẽ bắt hào. Chú bắt dòng nguyên đó. Chú dòng qua đây xong chú bắt dòng về. Về ngay đó cái chỗ này mình qua bắt trình mình tụi nó đào hang á, đào chuột á. Mình sẽ dòng về ngay đó. Mình đi lên đó mình đợi chú dẫn tụi nó lên bờ cho tụi nó đỡ lạnh. Đây. À, lạnh quá lội. Thấy đi lên bờ nó mừng lắm. Lội trước rồi ba con, lội trước đi lên bờ. Mà cái lỗ đâu nổi, cái lỗ từ từ vậy đó. Mình thì mình mệt quá, mình ngồi miếng mệt rồi. Rồi, ba kia cho lên bờ. Lên bờ nó chạy nó giỡn hết lạnh. Mệt đánh đi hả? Miếng mệt đi. Một cái mệt cho anh chút đi. Anh em mình đi chung ha. Cốt mình mọi người. Tại mình nuôi nó chứ nó sống 90 năm rồi. Tết này nó 9 tuổi rồi. 90 tuổi gì rồi đó. Mình không nhớ rõ nữa. Thì mình đoán nó 90 tuổi đó. Khi mà mọi người có thường mọi người có nghe câu mà tình bạn mà tên 10 năm thì sẽ là cái gì ta? Là gia đình hay gì? Thì mình với nó cũng sắp 10 năm rồi đó. Đại ca. Đây. Lên bờ cái là hết mệt liền ha. Lên bờ cái hết lạnh liền, chạy giỡn liền. Vậy đó. Nằm ở dưới đó, ở dưới nước thì rung. Người rách ra 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 ra. Lên bờ bắt đầu. Vậy đó. Để nước thì nằm rung cạch 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 cạch. Đây. Trời ơi, nó bái ngang chân người ta nằm hết trời. Đi từ bên kia qua đây làm được có mấy con rồi, qua tới đây thấy cả đống một cục quá tệ luôn. Những cục này nó nằm cái đống rồi ta. Chết rồi, không còn nó sống. Thằng con phiên ra luôn chứ. Okay.
lộ quá. Rồi đổ cái vô nữa. Sò nữa kìa. Sò chết queo. Phơi cái đó cho sống nổi. Không. Ok. Chết rồi quá. Con tươi. Còn ba lẻ. Sao chui mấy hốc lá rồi kìa. Hai con. Thôi mấy bên kia ít rồi ơi. Ừ, mấy bên đây. Gió nè. Sống á. Nhỏ còn sống. Chết sống. Sống sống. Chết rồi. Ủa chết rồi. Chết rồi, dùng cái chân nhẹ hết. Chết. Chết luôn. Hay hay, để bạn thấy hay ha. Đây đây đây. Cái vỏ rồi, nó lôi luôn đi không? Lôi thấy nhẹ hơn ginh á. Có nước, thầy có nước, vậy là lôi đỡ. Bước măng ngon. Măng ngon vô rổ luôn đi bớt măng ngon. Đây còn bước nào. Hết rồi. Không còn bước nào hết. Tại trên con hào này đóng mấy con dòm nè. Dòm ní ní thôi. Ngoài hướng này thấy. Con hào sẽ đóng mấy con dòm. Con dòm này bự lắm nha. Bự hơn con tay cái. Này không dòm con thôi. Chưa lớn. Rồi khử ra đi để làm chi. Đóng mấy con hào này cũng chết thôi. Ở nhà này đẹp. Đấy. Còn bộ số hào từ sáng giờ. Ổng độ 200kg đó. Bây giờ ổng độ được 200kg rồi đó. Tiếp tục công chuyện. Mấy con chó quải rồi. Mấy con quải hết đi theo rồi. Rồi tiếp tục đi gặp má này cũng có hào nữa nè. Mẹ chỗ này mà có lá là sẽ có hào. Rồi bây giờ ông sao? Từ đó ông sẽ bơi vòng lại kia. Ở góc đằng đó. Hôm qua đi bắt trình ông gom một mớ hào ông bỏ đặng. Giờ ông chạy ra ông lụm. Sau ông sẽ vòng ra ngoài kia. Vòng ra ngoài kia qua đường sáng nước sâu mới bơi xuồng về được. Cặp mấy đường sáng. Bây giờ mình sẽ vô mình tới vô đây mình dẫn mấy con chó mình về. Vô đây bỏ tụi nó đây mấy ra cái xử tụi nó. Mình dẫn mấy con cá mình về trước xong mình sẽ đón ổng. Đó ông giờ mình quay thành quả cho mọi người xem. Hồi nãy giờ mình lội ở ngoài kia, lội vô đây. Mình lụm được mấy hào mọi người. Đây. Mình sẽ nuôi tụi nó ở đây nha. Một ổ. Nuôi thêm 11 con, theo số phong thủy luôn nha. Nuôi đây để dành nuôi mốt. Mình có đi vô đây mình làm video sinh tồn hay gì đó. Mình sẽ vô đây mình lụm tụi nó. Lụm tụi nó xong rồi mình nướng hay làm gì đó. Có đồ ăn ha. Số 11, số phong thủy nha. Quýnh siêu đề là số con chó đó mọi người. 11 là số con chó con á. Còn mấy con lính kìa. Tụi nó nằm đó đợi mình nãy giờ. Mực viên ngôn nè. Con xám viên đôi trong kia, bây giờ mình sẽ vô mình dẫn tụi nó về. Về đón chú về trước, để đón chú về quay. Chú chiếc xuồng còn đậu đằng kia kìa. Đó. Còn đậu chiếc xuồng kìa. Ông đang lượm hào rồi, ông lội lượm hào rồi.
khi mắt tụi nó hoạt quá mọi người, bỏ tụi nó không được. Đây ổ bữa nay bày rái giờ không dám bỏ, bỏ mấy rái bắt. Rái thường thì mình không sợ, mình sợ những con rái cùi nha mọi người. Rái cùi, có những con rái cùi nó bự bằng chó vậy đó, mấy ký lận, cục đuôi. Người ta kêu là rái cùi, mấy rái đó nó hung dữ lắm, người ta nó cũng dám tấn công nữa chứ chó. Mà đi bày 5-6 con, hồi xưa nó đi bày mấy chục con. Theo thời gian thì bây giờ tụi nó đi ít rồi, bày mười mấy con, 5-6 con cũng có. Thì nó nói bày gặp chó thì chó mà sủa là nó tấn công thì nó bắt hết. Đây mình sợ lắm. Thôi đi rồi. Đi. Ôi. Nãy ở nhà có phá gì không? Nãy tháo xích rồi nào vậy? Ông về tới kìa mọi người, mình vừa về tới là ông về tới luôn. Này là toàn bộ số hàu. Mình đi chú gỡ sáng giờ. Ổng gỡ thôi, mình theo quay chứ không có gỡ nữa. Một mình ổng gỡ sáng giờ. Lấy cái bao tay không? Độ 200 kg. Có cái bao tay chắc cứu. Giờ sẽ chắc lên nha. Còn kia là con cá nhát. Cá nhát thả lưới tối dính, sáng mượn anh hai gỡ, nay không gỡ bỏ, nãy chú về ổng ghé ngang ổng gỡ luôn. Còn cá nhát không bé ngạnh mà ổng gỡ hai trời. Rồi ổng cầm ổng bắt. Khô khô à. Có trứng không chú? Không có trứng mấy con mập nè. Lên đó đi mày. Hả? Cửa gì? Trời ơi, còn cái này nè mày. Còn cái con tay như này nè. Đủ lắp hào rồi. Công đoạn cuối cùng là rửa hào xong đem lên chở đi bán. Vậy thôi. Lấy tiền nữa chứ. Chở đi bán phải lấy tiền nữa chú. Chở đi bán không lấy tiền là kỳ đó. 2 kg cho nói diện ký rưỡi con hàu đôi đó đó. Đó là 1,5 kg. Hai con nữa. Xong rồi đó mọi người. Được. Chắc cỡ ủa mấy bao anh? Được 5 bao, một bao tầm 4 mấy ký thì chắc thêm xem 2 sĩ á. Còn đây là mấy con hào tiễn. Con nào cũng lấy như con quá vật á. Ừ. Hào tiễn là mình nuôi để dành bên mốt mình quay video cho mọi người xem. Video nướng cho mọi người xem con này. Ủa con này cả 3 ký á. Hào nó bự. Bây giờ thì đây chạy vòng ở đây luôn cơ không? Đây nè. Hào tiễn không á. Hào đôi nữa nè. Đi nuôi lại. Em đã nuôi rồi kia, có nguyện ở hào tiễn ngoài đó. Đi đâu đó nuôi lại. Đây cũng là một cục hào kiển của mình nè. Đó. Thấy không? Mình sẽ đem ra kia mình nuôi. Chỉ một miếng tên nhỏ thôi. Mà tụi nó đóng vô một cục luôn. Đã không còn sống nữa. Nguyên cục luôn. Cái cây này mình sẽ đem bên kia mình nuôi luôn. Rồi vậy là bây giờ mình sẽ đem mấy hào này đem lên đó mình nuôi lên đó nha mọi người. Mình đem đi nuôi để dành mai mốt mình sẽ làm một cái video này nướng hào khủng cho mọi người xem, nướng hào khủng và hào kiển cho mọi người xem. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Nếu thấy thích nhớ cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Bye bye mọi người.